Hi, xin chào quý vị và các bạn. Và trong video hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho quý vị một cái bài thuốc cực kỳ hay và rất là đơn giản từ cái cây lược vàng đây. Cái cây lược vàng á, những anh em nào mà chưa biết cây lược vàng thì cũng có thể là hỏi thêm người ta để biết cây lược vàng. Cây lược vàng nó có cái dạng như thế này đây, đây. Nó có dạng như thế này đây, đây. Đó. Đây này. Đó, đây là cây lược vàng. Và cái bài thuốc hôm nay thì điều trị về ung thư thanh quản này, ung thư thanh quản. Và đặc biệt là viêm họng, viêm họng. Thì cách dùng cũng đơn giản thôi, cứ sáng quý vị hái 3 lá cho tôi, hái cho tôi 3 lá. Sáng sớm mặt trời chưa mọc, mặt trời chuẩn bị mọc, hái 3 lá. Hái 3 lá. Ví dụ như hái như thế này nè. À, đây, hãy như thế này nè. Đó. Rồi rửa sạch. Rửa sạch nha. Rửa sạch xong bắt đầu là quý vị sáng nhai chíp lấy nước, bỏ bã đi, nhai chíp lấy nước bỏ bã. Rồi còn hai cái lá kia còn lại ấy là trưa mình bảo quản sao cho nó đừng có héo là được. Bảo quản bỏ tủ lạnh hay là bỏ chỗ nào đấy. Quý vị bỏ tủ lạnh ấy. Nó ngăn mát. Tủ lạnh. Trưa là bắt đầu là mình nhai, cũng lấy một lá nữa, mình nhai chíp lấy nước, nhai chậm, từ từ chậm chậm nhíp chíp lấy nước. Và bắt đầu là gần như là chiều bỏ cũng chíp lấy nước bỏ bã, chiều lại tiếp tục lấy một lá nữa, nhai chíp lấy nước bỏ bã. Nó trị được là bệnh ung thư thanh quản này, trị được bệnh viêm họng. Viêm họng là bằng cái cây lá cây lược vàng, nhai tươi rồi sống như này, chứ không có khô khiết gì hết đó, nhai sống như thế này. Vì thông thường ấy là cái buổi sáng, hái về buổi sáng ấy là quý vị hái là đúng cái giờ thịnh của nó, cái giờ thịnh thì thông thường là chiều là giờ si, sáng giờ thịnh. Nên quý vị cũng có nếu như mà không có thể nữa, không có thể bảo quản được thì quý vị có thể là sáng hái một lá, trưa hái một lá và chiều hái một lá. Thì ở đây tôi cũng xin nói luôn với quý vị là coi như là mình hái né mặt trời ra, mình lựa cái lá nào, ví dụ như trưa ấy, mình lựa cái lá nào nó không bị nắng, ánh nắng chiếu vô ấy, quý vị hái đó, không bị ánh nắng chiếu vô hái. Ví dụ trưa mặt trời ở trên đây thì quý vị canh quất cái lá bị quất ở dưới đây này, hái cái lá đấy rồi quý vị dùng. Chiều mặt trời mọc ở phía bên kia đúng không, mọc ở phía bên đây phải không, thì mình hái cái lá phía bên đây. Mặt trời lặn phía bên đây thì mình hái lá bên đây, hái lá bên đây. Thì đấy là cái cách hái lá thôi. Và tôi cũng xin nhắc luôn quý vị là sáng nó sẽ có một cái vị khác và trưa nó có vị khác, chiều nó sẽ có cái vị khác về cây lược vàng này nha, chứ nó không có vị đâu. Sáng quý vị hái nhai nuốt nó ngọt ngọt ngọt, trưa nó sẽ đắng, nó có vị đắng. Và chiều nó sẽ có cái vị khác nữa, chứ không phải là sáng nó sáng trưa chiều cái cây đây nó lạ cái gì vậy á. Điều trị được cực kỳ là hay về viêm họng, rất là hay. Vì viêm họng người ta đã trị bớt rồi á, viêm thanh quản thì cũng nghe nói là bớt, nhưng mà chỉ nghe thôi. Còn cái viêm họng ấy là đã có người trị bớt rồi đó, thông tin cụ thể chính xác rồi tôi mới chia sẻ cho quý vị đây, chia sẻ cho quý vị đây. Nên là trong video hôm nay chia sẻ cho quý vị là cái bài thuốc từ cây lược vàng trị viêm họng cực kỳ hay. Đó, như vậy là xong. Rồi, xong rồi. Như vậy là video chia sẻ của tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những clip sau. Và nếu muốn tôi đừng quên đăng ký kênh của tôi để ủng hộ tôi nhé. Và chia sẻ cho nhiều người xem nhé. Sau video tôi luôn luôn có một câu nói rằng tôi không khuyến khích ai dùng theo cách của tôi hết. Nhưng quý vị không còn phương pháp nào khác, hãy áp dụng theo cách của tôi. Đó là cách tôi đi thu thập để chia sẻ cho quý vị. Hy vọng quý vị tin thì quý vị dùng thôi, quý vị không tin thì cũng không có nên dùng. Bye bye.